Cây sung đẹp thế này chắc phải hẳn 20 tỷ với chị nhỉ? Cô lạ lùng, cái cây xịn thế này hẳn 21 tỷ. Lá nó đọc đầy trái thế này cơ mà. Chứ thấy cái giống sung nào lạ lùng thế này. Anh còn làm gì vậy? Anh đi đâu vậy? Anh đi ngang thấy đôi dép này đẹp, anh mua cho em nè. Đúng gu của em luôn. Cảm ơn anh Lọt nhiều nha. Trời ơi đẹp quá à. Ui màu trắng em thích nữa chứ. Có đi uống trà sữa không? Dạ. Anh dẫn đi. Trà sữa hả anh? Nhưng mà mẹ, quyết định vậy nha. 6 giờ mẹ ăn trước cổng. Mẹ em anh đúng giờ nhá. Anh Lọt. Ồ, mà lâu rồi mình không đi uống trà sữa mà. Chú mẹ một hôm đi. Em về mẹ đánh nó. Em trốn mẹ em đi đó. Ôi, hôm nay là ngày gì mà sao ở ngoài đường người ta bán hoa nhiều cứ như là cúng cô hồn ấy chị nhở? Hôm nay là cái ngày Valentino. Bọn trẻ nó gọi là ngày lễ tình yêu gì. Là còn thế nữa. Lớp trẻ bây giờ vẽ chuyện thật chị ạ. Tính ra là con Nguyệt nhà em là ngoan nhất, chả biết yêu đương gì cả, suốt ngày ở nhà chỉ có đi làm. Nó mới xin là đi uống nước với bạn một chút xíu. Tính ra là con nhà em là ngoan nhất. Thằng Lọt là chị chẳng thế, yêu đương gì tầm này. Bây giờ nó đang ở nhà vắt chân lên trán con TV ấy kìa. Trời ơi đấy, tính ra là em với chị nhà được hai đứa con mắt hết cả ruột. Đừng phải này, đừng phải hết đứa chị Lọt không hiểu được. Oh.
là chị không thể nào mà vừa con vượt nhà chị không lọc. Vâng, vâng. Cảm ơn anh Ngọc về ngày hôm nay nha. Em đi về đây. Không là em bị mắng đó. Mình đi trễ lắm rồi đó. Em về nha. Con đây. Tặng em nè. Con chỉ gặp anh Lọt vô tình thôi mẹ ơi, sao anh Lọt chở con về ơi, có biết gì á? Đúng rồi, vô tình gặp thôi à. Anh có làm sao anh Lọt? Không sao, đau quá. Mày chết thằng này, dại gái cái thằng bố mày.